trời. Ủa chú lễ với chú Túc đẹp ta. Chú lễ là mới đẹp chứ. Rồi vô em, chúc mừng nha. Chào buổi sáng tất cả mọi người ha. Nguyễn Thông TV đang có mặt tại xã Bình Hành Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cả nhà. Hôm nay mình về dự đám cưới của người em, con chú của bên vợ mình cả nhà. Bây giờ mình cũng đã tới nơi ha. Mình sẽ quay lại cho cả nhà xem cái cảnh cái đám cưới ở miền Tây, quê sông nước cho cả nhà xem ha. Đây cả nhà, đây là cảnh đám cưới miền Tây sông nước ha. Nay là chú rể là người em, con chú bên vợ mình cả nhà. Bây giờ đàn trai cũng rước cô dâu về tới. Chào chú chốt. Qua cảnh đấu nhiều chú. Đây rộng rãi thoáng mát ha. Rồi giờ mình mời cả nhà vào trong làm lễ ha. Vô luôn chứ. Dạ, đi vô mình đi vô chứ. Đi vô hết rồi, không lẽ mình đứng đây mình chờ. Cờ mình đâu cờ. Mình đang gái mới qua nha. Tiếp về vừa thôi nha. Rồi nè, đẹp trai quá. Chào cả nhà con. Rồi. Đâu rồi? Rồi dính rồi khỏi chạy. Đây là hình của cô dâu chú rể ha. Giống như những dây Hàn Quốc đó ta. Đẹp trai ha, giống Hàn Quốc ha. Nó giống Quang Lê. Quang Lê hả? Đúng rồi. Quang Lê không bằng nó đâu. Nhưng mà mập cũng gan giống. Cẩm Vân Trường Giang hả? Ở tên Trường Giang mà nó đẹp hơn Trường Giang ta. Trường Giang với Quang Lê không loại này rồi, này đẹp. Cô dâu cũng đẹp ha. Cao ráo xứng. Cao, cô dâu cao. Xích vô, anh hai gì hai đứng xích vô. Rồi xin mời ai có ý thì xin mời theo. Tụi con là đứng kế bên ông.
không quay bát. Bát tám. Cúi đầu cái cảm ơn. Là còn ai nữa không? Bước vô. Vô chị hai. Xong rồi, rồi vậy là tụi con có thể đi vòng vòng để tiếp khách bạn bè được rồi. Vô. Vô, vô cái nhà ơi, cái nhà ơi. Ủa được ngồi hả? Không ngồi nữa. Bên kia có vô ly mới được. Là cái nước nè. Vô. Vô quá. Khui ra lắm, khui ra. Rồi nè. Vô. Nó có ông ngoại không? Rồi. Anh em đi đó ha. Rồi. Vô. Vô, mời cái nhà lớn nè. Ai cầm cái gì cạn cái đó. Chứ không có nhiều mà chơi mà đây cạn. Quý vị có quyền rất nhiều đó. 1, 2, 3, vô. Cầm gì cạn không? Cầm gì cạn không? Cầm gì có thể rất ít. Nhưng mà với điều kiện mỗi cạn. Rồi mình cạn rồi cái nhà. Cảm ơn ông trai ông vậy à. Không biết cái nhà ơi. Vô. Bận ly luôn ha. Vô. 1, 2, 3, vô. 3, 2, 1, ok. Rồi mời cái nhà ha. Đang tin cơ mạnh mà thấy cơ yếu cái mạnh.
Thế này về đám cưới miền Tây vui quá ha. Biết rồi, biết rồi. Về sống bên kẻ là người xa quanh.